Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Khang Vi, mình học lớp 4A5 tại trường tiểu học Nam Việt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ năng thoát hiểm khi bị mắc kẹt trên xe ô tô. Không nên hốt hoảng bạn ơi. Trong trường hợp này, các bạn phải luôn bình tĩnh nhé. Bởi vì trong không gian hẹp, lượng oxy có hạn, cho nên việc đầu tiên các bạn cần làm là di chuyển thẳng lên ghế lái. Dù xe đã khóa, nhưng cửa lái chắc chắn vẫn mở được từ bên trong. Các bạn ơi, chỉ cần 3 kỹ năng cần thiết: bình tĩnh, bấm còi, mở cửa lái là chúng ta có thể tự tin và an toàn khi đi xe đưa đón của trường rồi. Nhớ nhé!